Mời mọi người cùng Hoàng Vũ sửa chữa iPad Pro 11 inch các phiên bản đời 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Hello 500 anh em. Hôm nay Hoàng Vũ sẽ thực hiện một cái video về hướng dẫn sửa chữa iPad Pro 11 inch 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Thì đối với iPad Pro này thì anh khách hàng anh nói nó có cái bệnh là xài 15 phút là nó hết pin mà nó chạy rất là nóng. Bây giờ mình đang phân tích đó, mình phân tích lỗi của iPad Pro này thì khả năng theo mình thì nó sẽ chạm một thiết bị ngoại vi nào đó, nó gây ra hiện tượng là hao nguồn, nóng hoặc là pin nó có vấn đề. Thì đầu tiên là quy trình thì mình phải kiểm tra thôi, quy trình sẽ tháo rời cái iPad Pro 11 inch này ra để mình kiểm tra nha mọi người. Sau khi mình kiểm tra, mình test thiết bị ngoại vi, tức là mình sẽ cách ly các thiết bị ngoại vi ra. Ví dụ mình cách ly Face ID nè, tay phone nè, rồi cụm chui sạc, rồi vân vân, nói chung các thiết bị ngoại vi trên bên trong máy là mình cách ly ra hết. Thì sau khi mình cách ly, để mình xác định là nó bị cái lỗi cái phần nào, thiết bị ngoại vi nào mà nó gây ra hiện tượng hao nguồn như vậy. Thì trong trường hợp này đã cách ly đo đạt thì mainboard không có chạm gì hết, mainboard bình thường, thì mình biết khẳng định 100% là nó sẽ bị lỗi thiết bị ngoại vi nào đó. Và trong trường hợp cụ thể này, sau khi kiểm tra đo đạt và test xác định thì mình đã xác định nó là nguyên nhân là nó lỗi cái bộ camera trước, bộ Face ID, nó gây ra hiện tượng là hao nguồn như vậy. Thì giải pháp bây giờ là mình sẽ thay cái bộ camera trước Face ID khác thôi. Nhưng mà cái nhược điểm chỗ này, khi mình thay cái bộ camera trước Face ID khác thì nó sẽ không dùng được Face ID nữa, mà nó sẽ dùng được chức năng camera thôi. Còn nếu muốn dùng được Face ID luôn thì mình trên nền tảng cái dây Face ID cũ là mình sẽ sàn, mình sẽ bóc một con máy iPad Pro 11 inch về iCloud, mình lấy camera trước Face ID rồi mình sàn cái con IC qua thì nó sẽ hoàn thành được cái quy trình. Thì trong trường hợp này thì khách hàng họ cũng không có nhu cầu dùng Face ID nên là mình chỉ thay thế bộ camera trước Face ID từ cái máy iCloud qua là ok rồi. Đó là mình hoàn thành cái quy trình sửa chữa iPad Pro 11 inch các phiên bản 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Thì quy trình là đều như nhau. Chúc các bạn xem video và có kiến thức tổng quan về các dòng iPad Pro 11 inch của Apple một cách chuyên nghiệp, một cách sâu sắc.